Cũng trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Giám đốc Sở Du lịch, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải và Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh. Tham dự và chủ trì lễ công bố có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Hoàng Hải Minh, Phan Quý Phương và đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Nội vụ Bạch Chân Đông đã công bố các quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc điều động bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, điều động ông Trần Hữu Thùy Giang, Giám đốc Sở Du lịch để nhận công tác tại Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh kể từ ngày 4 tháng 4 năm 2022 đến ngày 3 tháng 4 năm 2027. Điều động ông Hoàng Phước Nhật, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh để nhận công tác tại Sở Du lịch và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Du lịch kể từ ngày 4 tháng 4 năm 2022 đến ngày 3 tháng 4 năm 2027. Điều động ông Lê Toàn Thắng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng để nhận công tác tại Sở Giao thông Vận tải và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải kể từ ngày 4 tháng 4 năm 2022 đến ngày 3 tháng 4 năm 2027. Điều động ông Trương Văn Giang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để nhận công tác tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh từ ngày 4 tháng 4 năm 2022 đến ngày 3 tháng 4 năm 2027. Phát biểu tại buổi lễ, bên cạnh gửi lời chúc mừng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đề nghị trên cương vị mới, các cá nhân được điều động bổ nhiệm đợt này tiếp tục nỗ lực cố gắng, phát huy kinh nghiệm trong quá trình công tác để tiếp cận công việc mới, tiếp tục đổi mới, tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và công tác chỉ đạo điều hành, giữ vững nguyên tắc kỷ luật kỷ cương hành chính, hành động quyết liệt, đề cao trách nhiệm cá nhân kết hợp với phát huy trí tuệ tập thể, phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thiết thực xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế phát triển toàn diện bền vững. Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt cho các cán bộ vừa được bổ nhiệm, ông Trần Hữu Thùy Giang cảm ơn sự quan tâm tin tưởng của lãnh đạo tỉnh và hứa sẽ nỗ lực phấn đấu, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm công tác tại cơ sở, cùng tập thể cán bộ, công chức, người lao động, đơn vị, đoàn kết, phát huy tinh thần, trí tuệ để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.